Hello, xin chào tất cả anh em. Thì như anh em cũng đã biết, những cục đẩy lưới PL2.6 của bên em mới có hàng về anh em nhé. Qua một số cái video clip bên em làm về cái chất âm, về cái nội thất để anh em cùng nhìn. Và điều đặc biệt đó là những con này có size rất ngắn, và rất nhiều anh em đã tham khảo và lựa chọn những cục đẩy này. Chất âm hay, size ngắn chỉ tầm 27-28cm thôi anh em nhé. Từ cái tai này xuống cái tai dưới cùng này của nó chỉ 27-28cm thôi. Nó rất vừa vặn với tủ với kệ của nhiều anh em đang sử dụng trong phòng kk gia đình. Rất nhiều anh em đang tìm hiểu những cục đẩy ngắn, size ngắn, công suất tầm khoảng 600W. Thì hôm nay có những cục đẩy lưới PL2.6. Thì những cục đẩy này thì em cũng test cho bác khách hàng luôn. Đó là bác Nguyễn Văn Sơn, bác ở Thái Thụy, Thái Bình, đuôi số điện thoại là 0038. Thì bác đặt bên em đó là những chiếc quản lý, những chiếc cục đẩy lưới PL2.6. Và đây là những cái vỏ hộp bên ngoài của nó, và bên em đã bóc hàng ra và hôm nay sẽ test hàng gửi cho bác. Thì tất cả đều là hàng mới và nguyên thùng xốp, anh em có thể nhìn thấy đều là hàng mới hết anh em nhé, hàng mới. Và đây là những hàng chính hãng của lưới Aquatic, thì anh em về anh em có thể kích hoạt bảo hành, cào cái mã phủ ra và anh em có thể nhắn tin kích hoạt bảo hành anh em nhé. Đây là những cục đẩy rất là đẹp của lưới Aquatic, size ngắn này 27-28cm thôi. Và đây là cái mặt của nó, anh em có thể nhìn thấy một cái mặt này, nó sẽ là mặt có thể phản gương này anh em nhỉ? Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Hai chiếc đáp ở giữa và có các cầu báo đèn panel steel bridge, và có các cái đèn báo tín hiệu pro clip và sync. Bên tay trái của nó sẽ là logo lưới Aquatic PL2.6. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Và cây công tắc nguồn của nó rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ lối dây loa và sẽ test hàng để gửi tới bác thôi. Những sản phẩm này thì test rất là kỹ càng để gửi trước khi gửi cho các bác anh em nhé. Và em đã quay lại cái mặt đằng sau của những cục đẩy để em có thể giới thiệu và hướng dẫn anh em cái kem đối. Thì đây em sẽ test trực tiếp, thì anh em hãy xoáy những cái cầu xoáy này ra để anh em có thể lối dây loa. Con này có một điều rất đặc biệt, đó là cái rắc loa này nó sẽ bên trong anh em nhé. Cái lỗ dây loa này nó sẽ ở bên trong. Nhiều cái dây loa nó sẽ bên ngoài này, nhưng đây nó ghim vào trong và nó có lỗ đây, và nó rất là tiện. Thì ở đây thì anh em có thể nhìn thấy dây loa nó sẽ là một đỏ một trắng, thì anh em có thể lối theo loa của anh em. Đỏ thì anh em có thể quy định nó là đầu dương, và trắng có thể là đầu âm. Và lối thì anh em có thể lối đây, anh em có thể cho qua cái này. Đấy, anh em có thể đút nó sâu vào bên trong anh em nhé, và anh em vặn chặt cái này vào. Đấy, rất là chắc chắn đúng không anh? Đấy, rất là chắc chắn. Và anh em lưu ý cho em là hãy để cho nó kín và không để thừa dây loa ra ngoài, để tránh tình trạng bị chập dây loa anh em nhé. Đây, anh em có thể lối. Đấy, rất là ok. Anh em hãy cắt vừa đủ thôi, vừa đủ cái dây loa, và anh em lối và anh em vặn chặt vào. Đấy. Trong phòng kk gia đình thì nên khuyến khích anh em nó sử dụng các cầu xoắn này để cho nó chắc chắn và nó không bị mo ve khi anh em sử dụng về thời gian lâu dài anh em nhé. Ở đây thì anh em có thể nhìn thấy đỏ sẽ là dương và trắng sẽ là âm, thì anh em có thể lối ra loa cũng dây đỏ là dây dương và dây trắng sẽ là dây âm anh em nhé. Đây là tùy anh em có thể quy định theo cái thiết bị sử dụng trong gia đình thôi. Đấy. Và anh em lối tiếp, cho thẳng cái dây ra và anh em cắm thẳng xuống, rất là ok luôn. Đấy. Cục đẩy này nó rất là chắc chắn. Đấy, anh em phải lối dây loa rất là chắc chắn luôn anh em nhé. Lối dây loa cho em thôi. Và đã lối xong thì cái đầu kia thì anh em lối ra loa. Và đây là các cái rắc đầu vào. Đầu vào nó là input này, input đây, tín hiệu từ trên van thiết bị đầu trên, lọc xì lương tiếng gì đó, anh em phải cắm vào hai đầu input này, cái rắc sắt này anh em nhá. Và con này có các cái cầu link ra các dòng đẩy khác, và các chế độ bridge, steel và panel thì bên em sẽ gạt cho anh em về giữa, đó là steel, để anh em có thể cắm, đó là hai tín hiệu đầu vào sẽ ra hai kênh loa riêng biệt, đây, kênh A, kênh B, rõ ràng riêng biệt luôn anh em nhé. Và anh em cùng đợi chút, bên em sẽ cắm dây loa, sẽ cắm loa vào và cắm nguồn điện cấp nhạc vào, và sẽ test cái chất âm trước khi gửi cho bác. Và tín hiệu và loa em đã cắm rồi anh em nhé. Đây thì em sẽ bật cây công tắc nguồn lên và em sẽ test cái chất âm trước khi gửi cho bác thôi. Bật công tắc nguồn anh em nhé. Quạt con này thì lúc đầu nó sẽ kêu hơi to, và sau khi nó đã ngắt được cái dương le này đi thì quạt của nó rất là bé tiếng anh em nhé. Đây, hai quạt tản nhiệt của nó mặt trên này, thổi gió lên trên này để tản nhiệt cho máy. Và như anh em có thể nhìn thấy đèn báo đang steel, đó là em sẽ sử dụng, đó là hai tín hiệu đầu vào, và sẽ test từng kênh một em nhá. Đây là kênh thứ nhất, đấy, kênh thứ nhất anh em nhá.
rất là ok luôn. Và sẽ sang kênh thứ hai. Ok, lên cả hai kênh cho tất cả anh em. Test ở đây sử dụng nó là những cặp loa V12 với 8 triệu đồng trên một cặp. Một cặp loa giá rất bình dân cho tất cả anh em. Sử dụng bát 30. Anh em có thể nghe thấy tiếng bát của những dòng cục đẩy này đánh với loa. Tiếng bát nó sẽ rất là lặng anh em nhé. Những tiếng check nó không hề tối như tiếng đi nào. Anh em có thể nghe thấy tiếng đánh trực tiếp luôn. Tiếng bát nó đánh lực và chắc gọn. Và tiếng check cũng rất là bay, sáng tiếng luôn. Một cái dòng đặc điểm của dòng cục đẩy rất khó có thể sử dụng được. Khó có thể ra được cái chất âm vừa tiếng bát mạnh vừa tiếng check có rất là sang tiếng. Anh em giải nghe thấy rất là ok đúng không ạ? Đây. Đèn báo tín hiệu anh em nhá. Sử dụng đây. Tín hiệu cấp vào trực tiếp nhá. Không qua thiết bị nào mà loa đây. Ra cặp loa luôn. Chất âm này của dòng cục đẩy đánh lực đúng anh em. Sử dụng với một cặp bát 30 thì rất là dư giả rồi. Anh em có thể ghép thêm những cặp loa bát 25 vào nữa để sử dụng trong phòng karaoke gia đình rất là ngon. Thì cục đẩy này với giá đó là 4.500.000 này em bao ship toàn quốc anh em nhá. Thì hôm nay test hàng và bóc thùng những sản phẩm này ra và test hàng trực tiếp để gửi cho anh em. Thì anh em là có nhu cầu mua hàng nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhá. Cảm ơn bác Sơn đã tin tưởng và đặt hàng bên em. Chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.